Là see what's up there. Crazy beautiful mountain. I'm going to the peak up there soon. Over there, he said in 1 hour, right? So we need to maximize our time in here. Yeah, but he's gonna wait for us, that's for sure. But wait for them. So, yeah. Why you always open the house, Anna? Yes, the yeah. Lucky you have this hat, otherwise it would be so sunny. Sun is not a problem when you're exploring places. Just have fun. Oh, look over there. Yesterday you see the white, the black one, the same. That color, the same color. Yeah. Oops, people wear something like that, not the black kind. Oh. Them people? Yes. Beautiful view from here. Yeah. You can beautiful take picture view. Like someone standing there. Beautiful view. Cả nhà đã. Bữa như là Quy Nhơn thành phố đây cũng bị sạt. Ăn thử thì ăn với bà thấy không có lúc lúc mấy người người ta ăn sống có ăn sống nữa thấy bột đạt đó miếng nước ngoại hành đó đó sườn khô đó đây sườn khô đó.
đó, xương khô đó. Ở đây là xương khô, đây xương khô mềm hết. Xương khô đây là nó mềm xỉu như cu su vậy á. Nó không có cứng. Có màu khác rồi. Ở đây với thua nha, tan với vuốt gót thôi. Cái tan vuốt người ta nó công ty lớn người ta nó cấy. Còn đây là tự thiên nhiên luôn. Đây thứ gì chú biết người hết. Ngồi từ xương khô là bây giờ mình cấm không cho lấy thôi. Còn ké đồ là ở đây rất ít. Do dân là chàng người ta nó biết hết. Thì nó bảo tồn xương khô thôi. Kind of floating house, kind of like a floating by the house. Do not make money in different stuff, different ways. I really like it. Để sợ nó thèm cái chỗ này lắm, nó lấy chỗ này và dân làng chài với ủy ban người ta là không có cho. Nếu mà nó lấy là bảo tồn là đẹp nữa. Nếu nó lấy là mình cho làng chài mất quyết, công an việc làm. Chỗ đây là chuẩn bị là xong mùa du lịch đây, cỡ tháng 8 bắt đầu là nó uống một cái đường cháy. Mấy cái nhà lầu ở trước mình tiến đây là làm những cái đường cái xe á. Nguyên một cái đường 15, nó dây tổ vô 15 mét. Là mấy cái nhà đây là bi, mấy cái nhà tới mặt biển là bi. Còn bây giờ cái chỗ kia là cấp á, chỗ kia nó đang cấp một cái khu nghỉ dưỡng cao cấp á, có từ núi đó, từ đầu núi đó, đó bây giờ nó bỏ bóng nó làm á. Còn bữa nay là ở đây là hồi trước là mấy nhà nghèo bây giờ thành giàu hết. Bên kia là cái gì, bên kia là sao? FLC hết luôn. Đó, đó. Đó là em vừa cái nhĩ con rồng này, vừa mới cắt kia 4 cái nguyên lè á, 4 cái lè sau hồi cắt mà dịch đó. Hồi nói bán ở Trung Quốc đồ gì á, 9 tâm hồng, 9 ngàn hồng gì á. Nó bốn cái chỉ đó luôn á. Nó làm sao á. Nó lên tới cái cổng kia nè. Cái cổng kia, bây giờ cái cổng kia có thằng Nhật Bản bây giờ cũng mới qua đó, cũng thơ chỗ đó. Nó cắt khu nghỉ dưỡng cao cấp lần thứ 48 tầng mà chưa có lên hữu gì tân biết. Nó cái cổng ổng á. Ủa Nhật á. Từ đây lên là toàn bộ là nó xí hết rồi. Hậu trước này, ở đây là một rừng gương luôn. Hậu trước chiến tranh rồi á. Vậy nhờ cái hàng gương đó mình biết dễ mình đi chiến đấu được. Bây giờ nó phép sạch sạch rồi. Hồi đó mấy ông già là nhờ cái dàn dương đây mới quýnh được. Chiến đấu với kia mấy người ngồi xong nữa. Ở đây là mẫu ghe mẫu tính lên ngon lắm. Hồi trước cái dè đây nè, cái dè này hồi bán chân là lè. Hồi đất mà còn rẻ, bán chân là lè. Bây giờ đất là lè, bây giờ đất là lè nó bán cũng 20-30 tỷ. Bán có 4 tỷ mấy thôi. Đó, bây giờ nguyên cái thằng sẵn là lè. Bây giờ mới bán 10 mấy tỷ nữa. Vậy đó hồi trước nhiều đó đây. Bây giờ túng đất không mà hồi trước mà reo quỳ gò hả, quỳ bụi đồ ở, bây giờ bắt đầu túng được cái. Bây giờ ở đây nó bán đất dữ lắm. Còn chưa có. Có rồi, mình đâu có chèo vậy chi mà. Có rồi, mình đấu trời đâu để chèo chi. Chèo là đâu mới. Còn vô vụ hơn cái đó hả. Một lần biết nhiêu tiền. Ở đây là hồi trước là... Ở đây hồi trước là cứ nói là tôi dịch biên á. Và nói là tôi đi là bán nước luôn là đi không được á. Nếu mà nó mà đi mà dìa như yêu nước như bây giờ ấy, thì ở đây nó đi hết đi. Nó đi vượt biên hết rồi, đi qua Mỹ hết, thiệt luôn á. Tới đầu con là bắt đầu là hết nhận rồi. Đóng cửa, que bắt đầu là té gì là hết. Mẹ con đồ đi ra ông này rồi té chứ. Ra ông này nhớ con cái đồ. Dù mấy nhà mà đi mà xin con đồ ấy. Nó tốn nó đi đi, đang đi xin mẹ, ai mẹ nào cho đi. Rồi kiếm là hết. Ở đây bây giờ nó đi một chiều đi đông á, đi Mỹ á, đông á. Bữa nay nó đi nó đoàn tụ không à. Do gì một mẹ á, con gì á đi qua đó phải là bảo lãnh.
con lánh bắt đầu mẹ bắt đầu đồ tụ báo lánh con luôn. Đây chùa, đây cái chùa Phật Sư Tư đây, chiều mình đeo giá mình vô chùa đó đẹp lắm, tượng Phật hai mặt đẹp lắm. Eo gõ gần đây luôn này. Đó, eo giá chỗ tượng Phật đó.